Cảm ơn tất cả em đã quay trở lại với kênh YouTube của Phan Vlog. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn tất cả anh em cách xóa bạn bè không tương tác ở trên tài khoản Facebook. Thì để xóa được bạn bè không tương tác ở trên tài khoản Facebook thì anh em cần phải tải cho mình một ứng dụng có tên là MonoKatoKit, chính là cái ứng dụng này nhá anh em. Thì link tải ứng dụng này mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả video, anh em có thể kéo xuống anh em tải về cho nhanh. Sau khi anh em tải và cài đặt vào điện thoại thành công rồi thì anh em mở cái ứng dụng MonoKatoKit này lên cho mình nhá anh em. Rồi sau khi anh em mở cái ứng dụng MonoKatoKit này lên rồi thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện như này. Thì bước tiếp theo anh em cần đăng nhập tài khoản Facebook vào cái ứng dụng này cho mình. Anh em lưu ý cho mình là khi anh em đăng nhập tài khoản Facebook vào ứng dụng này thì có thể sẽ dẫn đến việc bị khóa tài khoản tạm thời, bởi vì ứng dụng này không phải là do Facebook tạo ra nha anh em. Vậy nên có thể bộ công cụ checkbox của Facebook sẽ phát hiện ra và khóa tài khoản của anh em tạm thời. Mức độ khóa này thì mở khóa cho tài khoản rất là dễ nha anh em. Anh em chỉ cần gửi mã xác nhận về điện thoại, rồi sau đó anh em nhập mã xác nhận vào cái phần xác minh tài khoản. Nếu anh em nhập đúng mã xác nhận đã được gửi về SIM của anh em thì nó sẽ chuyển đến cái phần đó là đổi mật khẩu mới. Thì anh em nhập cái mật khẩu mới và anh em đổi thành công mật khẩu mới thì tài khoản của anh em sẽ được mở khóa nhé anh em. Vậy nên nếu anh em nào mà đang có dự định dùng tài khoản Facebook để đăng nhập vào cái ứng dụng này thì anh em phải đảm bảo cho mình là anh em phải có SIM đăng ký để đề phòng cho việc tài khoản của anh em bị khóa tạm thời nhé anh em. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả em cách xóa bạn bè không tương tác ở trên Facebook. Thì sau khi anh em mở ứng dụng MonoKatoKit này lên thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện như này. Và ở bên dưới ở đây nó sẽ có cái phần đăng nhập đây, thì anh em bấm vào chữ đăng nhập này cho mình. Rồi sau đó anh em bấm vào phần đăng nhập. Rồi ở đây nó báo là xác nhận đăng nhập thì anh em bấm ok cho mình. Thì nó sẽ chuyển cho anh em tới cái tab đăng nhập tài khoản mật khẩu Facebook nhanh nhá. Thì ở đây anh em đăng nhập cái tài khoản mật khẩu Facebook của anh em vào. Thì ở đây mình sẽ lấy tài khoản mật khẩu Facebook của mình để mình đăng nhập nhanh nhá. Sau khi anh em viết thành công cái tài khoản mật khẩu của anh em vào cái phần này rồi thì anh em bấm phần đăng nhập cho mình. Rồi thì ở đây nó hiện ra một cái phần đó là xác minh danh tính của bạn, thì anh em bấm phần tiếp tục cho mình. Ở đây thì anh em bấm vào phần yêu cầu gửi mã vào mail của bạn nhé anh em. Thì sau đó anh em kéo sang và anh em bấm vào phần tiếp tục. Rồi anh em bấm vào phần tiếp tục cho mình nhé anh em. Rồi ở đây nó sẽ hiện ra một cái phần đó là mã xác minh tài khoản của mình. Thì ở đây mình sẽ mở cái mail của mình lên để mình lấy cái mã xác nhận tài khoản Facebook của mình nhé anh em. Ok, đây là mã xác nhận Facebook của mình đã gửi về mail nhé anh em. Bây giờ mình sẽ copy cái mã xác nhận Facebook của mình này. Rồi sau đó mình sẽ dán nó vào cái phần này. Rồi sau đó mình sẽ bấm phần tiếp tục. Rồi ở đây nó sẽ hiện ra là tất cả đã xong, thì anh em bấm phần tiếp tục cho mình. Rồi sau đó nó sẽ chuyển qua cái phần đó là đăng nhập vào cái ứng dụng MonoKatoKit. Sau khi anh em đăng nhập thành công rồi thì anh em bấm vào cái phần tính năng này cho mình nhé anh em. Rồi sau đó anh em chọn vào mục đó là lọc bạn bè không tương tác nhé anh em. Rồi ở đây thì anh em kéo hết cho mình. Rồi anh em kéo. Rồi anh em bấm vào phần tải dữ liệu. Rồi ở đây thì anh em bấm vào phần bắt đầu xóa. Trong quá trình lọc bạn bè không tương tác này nó sẽ mất một khoảng thời gian rất là lâu nhé anh em. Thì clip của mình đến là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào clip tiếp theo. Chúc tất cả anh em thành công.